thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa đồng bào, chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế đang hướng về lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Mở đầu cuộc diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là các viên đội trực thăng vũ trang thuộc quân chủng phòng không không quân Quân đội Nhân dân Việt Nam, mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin, bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, chiến thắng của chủ nghĩa yêu nước, ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam, có ý nghĩa lịch sử to lớn, mang tầm thời đại sâu sắc, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định. Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử, để đất nước nở hoa độc lập, phồn vinh, hạnh phúc. Trong không khí tưng bừng của ngày chiến thắng, non sông tụ hội về đây kỷ niệm một trang sử hào hùng của dân tộc. Đội hình diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm trọng thể hôm nay tái hiện khí thế hào hùng của chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, thể hiện khí phách sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sự lớn mạnh và trưởng thành của lực lượng vũ trang cách mạng, cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống dân tộc anh hùng, tinh thần quyết chiến quyết thắng, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các khối nghi trường và đội hình diễu binh diễu hành đang tiến vào lễ đài. Đi đầu là quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc huy được đặt trên biểu tượng rồng thiêng vươn mình bay lên, thể hiện ý chí khát vọng của dân tộc Việt Nam. 54 trai tài gái giỏi hộ tống, tượng trưng cho khối đại đoàn kết vững bền của 54 dân tộc anh em. Sức mạnh vô địch được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, kết tinh thành sức mạnh thần kỳ của quân và dân ta, đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Phát huy tinh thần đó, cộng đồng các dân tộc Việt Nam đang chung sức, đồng lòng, vững bước tiến lên trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Nhiệt liệt chào mừng khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc đang tiến vào lễ đài. Những lá cờ tung bay trước gió, tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin chiến thắng, bản lĩnh, trí tuệ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được khơi nguồn, bồi đắp từ lịch sử, bừng cháy cho hôm nay và tỏa sáng đến mai sau. Đó là cội nguồn, là sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhiệt liệt chào đón chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đang tiến vào lễ đài. Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người cha kính yêu của lực lượng vũ trang nhân dân, người đã mở đường, chỉ lối và trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, trong đó có chiến thắng Điện Biên Phủ. Bác đã đi xa, nhưng thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của người mãi mãi tỏa sáng, soi đường cho dân tộc Việt Nam vững bước tiến lên những tầm cao mới, sánh vai với các cường quốc năm châu. Đang tiến vào lễ đài là xe mô hình chiến thắng Điện Biên Phủ. Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là một trong những trang sử băng vàng, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, đã thổi bùng ngọn lửa đấu tranh giải phóng dân tộc, mở đầu cho sự tan rã không thể cứu vãn của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới. Hào khí Điện Biên Phủ luôn đồng hành cùng dân tộc Việt Nam ta trên con đường đi tới tương lai. Chào mừng khối quân kỳ do đồng chí Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ huy,
dẫn đầu các khối đại diện cho lực lượng quân đội nhân dân và dân quân tự vệ đang tiến vào lễ đài. Trên quân kỳ quyết chiến quyết thắng tung bay, lấp lánh tấm huân chương cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng, xứng đáng với truyền thống quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, xứng đáng là quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những âm thanh hùng tráng ngân vang đang tiến vào lễ đài. Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, những âm thanh hào hùng của các chiến sĩ quân nhạc như tiếng kèn sung trận tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc bộ đội ta xung phong chiến đấu, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Ngày nay, những âm thanh hùng tráng đó đang cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đang tiến vào lễ đài là khối chiến sĩ Điện Biên, chiến sĩ anh hùng đầu lung lửa sắt, 56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trột bùn non, gan không núng, chí không mòn. Với các đại đoàn 308 quân tiên phong, đại đoàn 312 chiến thắng, đại đoàn 316 bông lau, đại đoàn 304 vinh quang, đại đoàn công pháo 351 và trung đoàn pháo cao xạ 367 góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, nòng cốt để xây dựng các quân đoàn chủ lực, lực lượng pháo binh, công binh, phòng không của quân đội ta. Sĩ quan lục quân đại diện cho binh chủng hợp thành quân đội nhân dân Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Trong suốt chặng đường đấu tranh cách mạng, lực lượng lục quân quân đội nhân dân Việt Nam luôn phát huy cao độ truyền thống yêu nước, tinh thần quyết chiến, quyết thắng, chiến đấu anh dũng, lập những chiến công hiển hách từ Mai Bắc Nà Ngần đến Điện Biên Phủ, từ núi thành Lê Mê đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Khối sĩ quan Hải quân Nhân dân Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Trải qua gần 70 năm xây dựng trưởng thành, Hải quân Nhân dân Việt Nam được tôi luyện phát triển, ngày càng lớn mạnh, chiến đấu chiến thắng vẻ vang, lập nhiều chiến công xuất sắc, đặc biệt xuất sắc, làm nòng cốt quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thêm lục địa, xây đắp nên truyền thống chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến, quyết thắng, được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.